Rồi các bác, thì có một số bác ấy hỏi em là cái pin của con V50 ấy có độ được sang con G8 không? Tại vì con V50 ấy, pin nó là 4000, còn con G8 ấy thì pin nó chỉ có 3500 thôi. Thì đây là con pin con G8 này, đây là pin con V50 này. Thì cái chiều dài ấy, nó đã con V50 đã dài hơn rất là nhiều rồi. Đây. Đấy, còn chiều rộng này. Chiều rộng thì con V50 nó cũng rộng hơn một chút. Đây này, có thể thấy này. Đây, nó rộng tầm này này. Đấy thì đây có một cái khung của con G8 đây. Đây là khung G8 đây. Khung nó từ đây này xuống đến đây. Đây, lắp với pin G8 thì ok. Vừa khít luôn. Đấy, nhưng mà lắp con V50 sang nhé. Đây, lắp lắp con pin V50 này thì trước tiên là nó sẽ bị cấn rồi. Nó sẽ bị cấn, nó bị lòi tà phòi sang bên này. Và bên trên này thì cũng không không thể lắp được. Đấy, nói chung là không thể lắp được. Đấy thì hoàn toàn là không thể độ được pin con V50 sang con G8 nhé. Mà thực sự là em thấy nó cũng chả cần độ đâu, tại vì hơn nhau có 500 thì cũng không 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 đáng kể mấy. Như cái con V40 ấy thì là độ được con pin V50 sang nhé. Nhưng mà cũng không phải là chỉ cần là mua, cũng không phải là chỉ cần là các bác mua cái pin của con V50 về và gắn gắn một phát sang con V40 được đâu nhé, mà các bác phải cắt cái này, cắt cái gọi đây gọi là cái mạch sạc này. Đấy, bỏ phần mạch sạc này đi, chỉ lấy cái phần cell pin này thôi, và lấy cái mạch sạc của con V40 ấy, các bác phải hàn lại sang con sang cái cell pin này thì mới dùng được nhé. Đấy, cho nên các bác nào mà không am hiểu về 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 mấy cái đồ này thì cũng không 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 nên vạch vọc như thế nhé, nó rất dễ bị hư. Và pin của những con này này, khi mà các bác cậy ra nó rất là khó nhé. Đa số là thợ người ta cậy thôi, chứ còn nếu các bác về mua về sau đó các bác tự cậy ra thì nó hay bị hỏng lắm, nó hay bị nhăn nhăn kiểu này này. Thực ra cái này nhăn nhăn kiểu này chưa hỏng đâu, nhưng mà nó xấu ấy, và khi mà các lắp vào nó có thể nó bị kênh này một chút, nó cao hơn một chút ấy, nhưng mà vẫn lắp được thôi. Ok, thì đây là cái thông số đằng sau của con hai con này. Ở bên trên là con V50, bên dưới là cái con G8. Đấy. Thì hoàn toàn là không lắp được cho nhau nha các bác. Chỉ pin của con V50 thì độ được sang con V40 thôi. Còn hiện tại LG thì nó cũng chả độ được mấy đâu. Kể cả các bác dùng cái pin dung lượng cao thì cũng không ăn thua mấy đâu. Đấy thì hoàn toàn là không không độ được từ pin V50 sang G8 nhé.